Và quay cầm này Kỳ Lân cũng sử dụng da cá để cho độ bền và độ chắc khi cầm và rất là cá tính. Rồi bây giờ Kỳ Lân sẽ thử để một đôi giày ở trong chiếc túi xách này. Bây giờ Kỳ Lân sẽ dỡ ra. Wow, hai chiếc túi xách ở trong này. Hai chiếc túi này là hai chiếc túi của Kỳ Lân sử dụng. Một chiếc túi Kỳ Lân đựng những vật dụng nhỏ cá nhân và một chiếc túi Kỳ Lân đựng những vật dụng giấy tờ to. Vì đây là một video clip Kỳ Lân review giới thiệu nên là Kỳ Lân sẽ hình dung cho quý khách bằng cách là để đôi giày vào nôm na như vậy. Còn nếu như quý khách đã sử dụng rồi thì Kỳ Lân sẽ cung cấp cho quý khách nhiều cái túi để đựng từng chiếc giày, mỗi chiếc túi đựng một chiếc giày. Vì khi giày dép chúng ta mang thì sẽ bị dính đất, dính dơ hoặc ra sân gốt hoặc đi trên đường sẽ dính dơ. Thì khi chúng ta thay giày hay cắt giày vào thì chúng ta sẽ để mỗi chiếc giày, từng chiếc giày này vào trong cái túi đó và để vào đây để tránh trường hợp bụi đất dính vào bên trong chiếc túi. Đó, cái giày này mình có thể lồng ở dưới này, lồng hai bên, mình để làm ở dưới đáy này cũng được. Xách đi cho nó gọn, nó không có vướng víu. Còn không thì mình muốn gọn hơn nữa thì không mang thì mình sẽ tháo hai cái móc này ra, mình bỏ vào bên trong chung với ngăn đôi giày cũng được, hoặc là ngăn đựng đồ bên trên cũng được luôn. Nếu như mà chúng ta mang mà cảm thấy nó cao quá, muốn cho giày xuống, thòng xuống thì mình sẽ nới bớt ra bằng những cái lỗ mà Kỳ Lân đã thiết kế sẵn trên này. Và quay cầm này Kỳ Lân cũng sử dụng da cá để cho độ bền và độ chắc chắn nữa khi cầm và rất là cá tính. Có một điểm hay ở chiếc túi này khi Kỳ Lân thiết kế và hoàn thiện nữa, đó chính là bên ngoài phía chính diện mặt tiền của chiếc túi, ngay chỗ phần logo, có một cái ngăn kéo nhỏ để chúng ta để những cái ví cầm tay nhỏ ở đây. Những cái ví nhỏ ở đây để đựng giấy tờ, ví dụ như căn cước hoặc là những thẻ ATM hoặc là những cái thẻ nhỏ, những thẻ nem cạc vân vân, để mình tiện thao tác lấy sử dụng mà không cần phải mở những ngăn lớn ra, rất là tiện lợi luôn. Hoặc là mình muốn thêm bao nhiêu ngăn nữa cũng được, miễn sao khi những ngăn đó Kỳ Lân lên thiết kế và cảm thấy hài hòa và phù hợp, Kỳ Lân sẽ tư vấn cho quý khách.